là mình sẽ bung cái giường xuống thôi, rất là nhẹ nhàng, cái này trẻ em hoặc là người lớn tuổi cũng có thể làm được rất là dễ dàng. Và đây có một cái chốt mình sẽ cố định nó giường nó lại, và nếu như mình muốn cố định nó thì mình sẽ bật cái bánh xe này xuống, phần tay thì có thể nâng lên hạ xuống được nha, cái gì chung đấy. Phần đầu thì nâng lên được 5 cấp độ đó, mình có thể nâng lên một cái nấc nào đó mình cảm thấy thoải mái thì mình sẽ sử dụng thôi. Hiện tại thì giường này đang được bộ ra cùng tông sạch tông luôn nhé. Và cái bao này là bao khi mà mình không sử dụng mình có thể trùm lại để cho nó đỡ bụi và cắt vào kho hoặc là đến cái góc nào đó, khi nào cần sử dụng mình lấy ra đó. Bây giờ mình sẽ nằm thử cho các bạn xem nhé. Cái giường này khá là chắc chắn, vì độ đây giường có nhiều kích thước nha, tôi nhìn cho bác. Mỗi giường này đại công ty Hưng Nam Phát có thể tải trọng lên tới 300 kg nha. Hiện tại công ty Hưng Nam Phát thì có rất nhiều size giường, ví dụ rộng 60, rộng 65, rộng 70, rộng 80, rộng 90 và rộng 1m2. Mà nó có giường sofa bếp rộng tới 1m8 vậy. Nếu như cô dì chú bác có nhu cầu thì hãy liên hệ số hotline của công ty Hưng Nam Phát nhé. Chúng tôi sẽ tư vấn giao tận nhà. Đây mình sẽ bên cái đầu này lên qua 90 độ nhé. Rồi xong rút cái chốt này nè. Và lấy tay nâng lên nhẹ nhàng thôi. Thì bánh xe tự động nó sẽ chạy vào. Tại vì cái giường này nó có một hai cái lò xo ở giữa, cô dì chú bác thấy không? Nó trợ lực để cho mình xếp lại nó nhẹ nhàng á. Có thể em bé cũng có thể sử dụng được, hoặc là người lớn tuổi cũng sử dụng được nhé. Rồi sau đó mình sẽ chốt lại. Đó, mình chốt lại. Và thì mình sẽ buổi ngày và buổi tối mình đem ra mình ngủ, và sáng ngày mình sẽ cắt đi để lấy chỗ không gian sinh hoạt. Và đây là cái bao trùm chống bụi. Thì mình có thể trùm nó lại khi mà mình đem nó cắt đi thì mình sẽ trùm nó lại. Đó, mình sẽ trùm lại và cắt đi, mục đích là cho nó đỡ bụi, nó sạch sẽ. Và hiện tại công ty đang tặng mua một cái giường sẽ được tặng một bộ ra, một cái bao trùm chống bụi và một cái gối nha. Sản phẩm thì công ty hỗ trợ bảo hành trong vòng 12 tháng. Nếu có nhu cầu thì hãy liên hệ công ty Hưng Nam Phát nha. Số hotline ở dưới 0982 353 103. Khá là gọn gàng và 09 diện tích.